đuôi. Đây, các bạn có thể tự phân biệt. Nếu như mà đuôi bị cắt thì ở chỗ phần cắt nó không bao giờ có lông. Đây, đuôi của Mimi có rất là nhiều lông này. Và nhọn nha. Nếu mà bị cắt thì nó sẽ ngang chứ nó không nhọn như này. Và đuôi nó sẽ có không có lông như này nha. Nhưng mà đây, đuôi của Mimi ở khúc quế này là có lông này. Đây, đuôi của Cucu thì ngắn hơn của Mimi. Đây, các bạn nhìn kỹ thì có thể thấy là đuôi của Cucu rất là nhọn này. Đây, đây là rất nhiều lông của bạn ấy này. Đó. Nếu mà đuôi mà cắt thì nó cũng sẽ như thế này đâu nha các bạn. Nó sẽ bị cắt ngang chứ không thể nhọn thế này được. Ui Mi ơi, đây này ngồi này. Hai đứa ngồi đây này. Hai đứa lên đây ngồi đây. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình làm một cái video ngắn. Mình sẽ giải thích cái lý do tại sao mà đuôi của Mimi và Cucu lại ngắn nhá. Này, Mimi và Cucu lại cụt thế này nhá. Thì có rất nhiều bạn khán giả nói rằng là Cucu và Mimi bị cắt đuôi á. Nên là hôm nay mình sẽ làm cái video này để giải thích cho các bạn tại sao đuôi của Mimi thế này nhá. Thì có rất là nhiều loại khỉ các bạn ạ. Thì có loại khỉ đó là đuôi dài. Nhưng mà đây là loại khỉ đuôi ngắn mà khi lớn lên thì mặt của các bạn ấy rất là đỏ. Đây này, điển hình như Mi Cu thì chưa có, nhưng Mi là hai bên mắt là đã rất là đỏ này. Này. Và đuôi của Mi thì ngắn. Nhưng mà đuôi, đây, các bạn có thể tự phân biệt. Nếu như mà đuôi bị cắt thì ở chỗ phần cắt nó không bao giờ có lông. Đây, đuôi của Mimi có rất là nhiều lông này. Và nhọn nha. Nếu mà bị cắt thì nó sẽ ngang chứ nó không nhọn như này. Và đuôi nó sẽ có không có lông như này nha. Nhưng mà đây, đuôi của Mimi ở khúc quế này là có lông này. Đây, Cucu cũng vậy nha các bạn. Đây này, cu ơi. Đây, đuôi của Cucu thì ngắn hơn của Mimi. Đây, các bạn nhìn kỹ thì có thể thấy là đuôi của Cucu rất là nhọn này. Đây, đây là rất nhiều lông của bạn ấy này. Đó. Nếu mà đuôi mà cắt thì nó cũng sẽ như thế này đâu nha các bạn. Nó sẽ bị cắt ngang chứ không thể nhọn thế này được. Mimi đứng lên nào. Này, và các bạn có thể so sánh các cái hình ảnh của các bạn khỉ đuôi dài với các bạn khỉ đuôi ngắn, cái mặt của chúng rất là khác nhau nhá. Cái khỉ đuôi dài thì màu da của các bạn ấy là đen hơn, sẫm hơn. Còn các bạn khỉ đuôi ngắn thì nhìn trông trắng trẻo hơn nha. Video này thì để cho các bạn hiểu rõ hơn về các bạn các cái loài khỉ khác nhau chứ không bị hiểu nhầm nhé các bạn. Mình không có lý do gì để cắt đuôi Cucu và Mimi hết, và đây là đuôi tự nhiên của các bạn ấy nhé. Đây mẹ mặc quần áo này. Cô Mi mặc quần áo nhé. Mặc bỉm vào nha.
Cô đứng đây nè. Cô đứng đây nè. Yeah. Rồi, đây, đây. Quay mình cắn cái con họ chắc mặt dạ 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 đi nào, đi đứng lên cho mẹ. Rồi, đứng đây. Ngoan quá này. Bỏ đi vào này. Ừ, như thế này đi. Đó, đi đường đây nè. Nó như thế này, nó không chơi rồi. Cô ơi, cô ngồi đây này. Ngồi đây nhé. Mì đứng đây nè. Ai chà chà chà. Rồi. Đóng mì nè, mì nè. Chưa là vào. Chị nhớ quét đứng chơi em mì nè. La la la.
Này. Thì vừa rồi mình đã giải thích cái lý do tại sao mà đuôi của Cucumimi lại cụt nha các bạn. Mình rất là mong các bạn thông cảm và đừng có bình luận những cái bình luận tiêu cực cực về Mimi và Cucu. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video của mình. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Tạm biệt.